chào tất cả anh em nhé. Công tác chuẩn bị cho triển lãm Sầm Sơn được anh em Sơn đang rút. Đặc biệt là anh Thức chủ nhiệm câu lạc bộ đang chỉnh sửa một vài tác phẩm để gửi cho ban tổ chức. Để chung bonsai cũng ghi hình gửi tới tất cả anh em. Do thời tiết nó vừa có trận bão xong nên là giọng của chung bonsai cũng đang không biết là uống bia uống rượu nhiều nhưng mà nó cảm mấy cái này. Đây một tác phẩm Linh Sam 98. Đây. Anh em chiêm ngưỡng một tác phẩm thác đổ rất là đẹp. Cái này tháng trước thì anh em đã xem qua rồi và rất là nhiều. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới anh em 5 tác phẩm trong vườn anh Thức nhé. Những tác phẩm mà chúng tôi dự định gửi cho ban tổ chức. Thì nếu mà có đi được thì hẹn anh em một ngày gần nhất để mang những tác phẩm này gửi đến tất cả anh em ở Sầm Sơn cũng như... Ơi, chào đồng chí Tú nhá. Để đặc biệt là có một cầu thủ áo đen. Đấy, rất quen thuộc rồi. Đang tiến vào đây. Tác phẩm hoa giấy thứ hai mà chúng một sai muốn giới thiệu anh em nhé. Đây là một trong những cây mình thích giao dịch rất lâu rồi. Đó, nhỏ thôi nhưng có võ nhé. Cái chậu này bao nhiêu tiền thì Thức nhỉ? 2,2 triệu một cái chậu như này nhé anh em nhé. Đó. Quá. Wow. Họ cắt ra đẹp nha anh em nhá. Bông cám nhìn. Con này trước giao dịch bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này của Nam Bạch 25 triệu ấy. 25 triệu cái này anh em lấy lại nhá. Còn bây giờ thì rất nhiều anh em quan tâm rồi, đặc biệt những anh em ở Hà Nội thủ đô cũng như ở Văn Giang cũng đã gọi rồi, nhưng mà không biết là giá cụ thể ra bao nhiêu nhá. Thì anh em cũng chờ xem cái này, chúng tôi sẽ có ý định mang đi Sầm Sơn gửi tới tất cả anh em. Thì cũng rất mong anh em đón xem. Đặc biệt là từ ngày 14 đến ngày 16 thì Trung Bonsai sẽ đăng tải các clip nhận cây của triển lãm Sầm Sơn để gửi tới tất cả anh em nhé. Các bạn chờ đón xem, có rất nhiều tác phẩm kinh điển của anh em trong và ngoài nước đưa về. Đặc biệt là những tác phẩm kinh điển ấp ủ rất nhiều năm rồi, giờ anh em mới bung lụa đưa ra nhé. Thì anh Hải Facebook Hải Bonsai Sầm Sơn nhé, thì sẽ cập nhật hàng ngày. Trung Bonsai sẽ cập nhật và đưa tin vào ngày 14 đến hết cuộc trưng bày cây cảnh nhé. Rất mong anh em và mọi người chờ xem và đừng quên ấn nút đăng ký như nút chuông để cập nhật những video hàng ngày mà chúng tôi gửi tới tất cả anh em. Tác phẩm này gần hoàn thiện rồi. Với mua kéo nhật thì là cắt rất là sắc, vo bông rất là đẹp nha. Còn nhà gia truyền rồi, gia truyền rồi. Vợ bảo 12 giờ đêm vẫn đây anh nọ mỏi cắt. Qua đâu? Đấy, nó siêng như thế. Cẩn thận nha. Ở dưới đi, dưới. Cái gỗ đi. À. Chúng tôi đưa sang bên này để này chụp. Cho thẳng lên một phát đấy. Chụp nữa. Đá mà quá được câu theo hết. Đưa đi rồi lại đưa về vị trí. Một trong những cao thủ làm cây, quên thay đất cho cây, đồng chí Ly 75 kinh nghiệm rồi.
anh em tụ họp này rất đông để mang đấy, đây đồng chí Hải nữa, đi đây. À thế à? Rồi. Và giả này nó hỏi thăm về Công Đức. Từ mới qua tôi thì chung ở như này. Là lúc nghe nó hỏi ông này nói đến thằng Trung, phải không? Ông hỏi muốn nói thằng Trung, ông hỏi. Một số tác phẩm mà trong vườn này anh em có thể chiêm ngưỡng lại nhá. Đặc biệt là những tác phẩm mini chỉ mua tầm mấy trăm k thôi. Anh Hòa anh mua rất là rẻ về đây, những tác phẩm chỉ có triệu với triệu rưỡi. Tác phẩm này giao dịch rồi nhá. Rất nhiều, đặc biệt là cây cúc mốc này, một trong những cây bóng dáng rất đẹp. Cây cần thăng của anh Thuyến đang được sưu tầm về đây, tác phẩm Si Tay Chuột. Bông trang giao dịch trên triển lãm nhé, hơn 10 triệu rồi. Không, vâng, phải trồng nhiều. Tốt cả. Trồng vãi. Cũng đẹp. Da cũng đẹp. Vâng, cái da cũng đẹp lắm. Da cũng đưa lên cho cây, cái cây cháu lấy của kể này. Đoạn ổng. Đổ. Đổ. Chói phói. Ngoài. Lấy cây này. Chúng mày 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 song thụ, cây nhỏ nhắn xinh xắn nha, giá trị cũng không cao mấy, anh em có thể liên lạc với chủ vườn. Đây là những tác phẩm Si anh em, thì năm tác phẩm mà Trung Một Sai giới thiệu với anh em lúc đầu rồi, thì có được ban tổ chức người ta chấp nhận hay không thì rất mong anh em chờ đón xem nhé. Đây cũng là một con Si, Si tía này. Rất là hay. Con này thì nhỏ nhắn thôi, thì chúng tôi cũng sẽ chụp lại để cho anh em có cái nhìn tổng thể hai mặt hơn. Chúng Một Sai cũng xin dừng video nhé.
Anh em đừng quên là nút đăng ký cũng như nút chuông để ủng hộ cho kênh Trung Bonsai cũng như nhận được video tiếp theo. Toàn cảnh của triển lãm Xuân Sơn vào ngày 14, 15, 16 và 10 ngày sau nhé. Rất mong anh em hưởng ứng. Xin thân ái, chào tạm biệt.